Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 152. Bộ lạc huyết man nằm sâu trong rừng rậm, họ tự coi mình là một thành viên của sinh linh vạn vật nên tôn sùng máu tươi. Họ cho rằng, máu tươi sẽ cho họ linh hồn và sức mạnh. Việc đầu tiên sau khi họ săn được mồi là sẽ uống hết máu của chúng, vì như vậy có thể hấp thu được năng lượng của con mồi. Hiệu quả ra sao thì không rõ, nhưng các thành viên trong bộ lạc này đều có sức khỏe phi thường, ai cũng đánh đấm giỏi. Từng có người bắt được một thành viên của bộ lạc huyết man rồi dẫn về đại tề để trưng bày thu phí. Tu sĩ luyện khí bình thường không phải đối thủ của người huyết man, trong khi người này không hề tu luyện. Nếu họ tu luyện qua một chút thôi thì còn đánh bại được cả tu sĩ bí cảnh. Sau 4 tiếng đi đường thì cũng tới giờ cơm trưa, Ngô Bình tìm một nơi ít côn trùng rồi bảo mọi người ngồi lại nghỉ ngơi. Nơi này gần như không có đường, hầu hết nhóm Ngô Bình phải chia nhau khiêng cái quan tài đi, còn xe ngựa đi phía trước. Sau đó, họ phải tìm một con đường đi được, không thì nửa tháng nữa cũng không ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Họ vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã nghe thấy có tiếng hú của nhiều người ở phía xa, một con mèo rừng khổng lồ xuất hiện, sau đó đến một bầy lợn rừng. Trong số đó có con lợn rừng dài hơn 5 mét, so ra còn cao hơn người. Chúng chẳng thèm để mắt đến nhóm Ngô Bình mà chạy thẳng luôn. Ngô Bình đứng dậy đi ra sau xem thì thấy có một nhóm người mặc đồ làm bằng da thú đang đuổi giết bầy lợn rừng. Khi họ nhìn thấy nhóm Ngô Bình thì lập tức đứng lại, sau đó quan sát bọn anh. Một người trong số đó cất tiếng, nhưng ngoài Ngô Bình ra thì không ai nghe hiểu. Tuy Ngô Bình không hiểu được tiếng này, nhưng anh đã học rất nhiều ngôn ngữ nên có thể nghe ra được quy luật của tiếng này sau vài câu nói, từ đó có thể giao tiếp với họ. Người kia nói chuyện với anh một lát thì có vẻ hài lòng, sau đó còn khoác vai anh như bạn bè. Người thanh niên này là Man Hổ, anh ta nói, anh Ngô, các anh định đi đâu? Ngô Bình, Tây Vực, anh biết đường tới đó không? Man Hổ cười nói, có, nhưng các anh đi đường vất vả rồi nên hôm nay nghỉ lại đây đi. Tôi mời các anh đến bộ lạc huyết man bọn tôi chơi, nhất định tôi sẽ đón tiếp chu đáo. Ngô Bình, cảm ơn nhé, tôi mang theo nhiều đồ dùng lắm, muốn tặng các anh để bày tỏ thành ý. Hai người nói cười vui vẻ rồi cùng đến bộ lạc huyết man. Đến nơi rồi, Ngô Bình mới biết bộ lạc này không lớn, chỉ có vài trăm người dân. Mọi người sống chung với nhau tại các hang hoặc nhà gỗ trong rừng, đồ dụng mà họ sử dụng cũng rất thô sơ. Man Hổ gọi vài tiếng, thủ lĩnh bộ lạc đã đích thân ra đón tiếp đoàn của Ngô Bình. Anh đã học được lễ nghi ở đây nên đã chạm vai và ôm thủ lĩnh bộ lạc thay cho lời chào. Thủ lĩnh này còn cao lớn hơn Man Hổ, trông như kiểu mãnh thú hình người, khí tức trên người cũng rất mạnh. Ngô Bình, được, chốt nhé. Tộc người gọi người mang rượu, hoa quả và thịt khô tới đến tiếp đãi nhóm Ngô Bình. Sau khi ăn uống xong, Ngô Bình đứng dậy. Anh nói với tộc trưởng, chúng ta bắt đầu thôi. Tộc trưởng, nếu tôi thắng thì cậu đừng cáu đấy, cái quan tài này trông hay ra phết, tôi sẽ dùng nó làm giường ngủ. Ngô Bình, chỉ cần tộc trưởng thắng tôi thì nó sẽ là của ông. Hai người đứng vào giữa rồi so chiêu. Tộc trưởng vung cánh tay dài của mình ra. Nhưng Ngô Bình đã vòng ra sau lưng ông ấy rồi tung một quyền vào lưng. Bụp! Một tiếng động vang lên, tộc trưởng không thấy đau nhưng bổ nhào lên trước, sau đó thò tay qua hai chân để bắt lấy chân Ngô Bình. Ngô Bình nhảy lên rồi đá vào người tộc trưởng. Sau khi đánh trúng ông ấy hai lần, Ngô Bình đã biết được điểm yếu của tộc trưởng. Sau đó, anh không thăm dò nữa mà tấn công trực diện luôn. Anh tung một quyền ra đánh cho tộc trưởng nhăn mặt, ông ấy phản công lại. Hai người so hơn trăm chiêu, tộc trưởng đã bị đánh sưng mày sưng mặt, ông ấy biết Ngô Bình đã nương tay, không thì mình còn thảm hơn. Cuối cùng, tộc trưởng xua tay nói, không đánh nữa, cậu mạnh hơn tôi, cậu thắng, nói rồi, ông ấy đưa huyết thạch cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy rồi chắp tay cười nói, cảm ơn tộc trưởng. Tộc trưởng nghiêm túc nói, đây là bảo bối của tộc tôi, cậu phải giữ cẩn thận đấy. Ngô Bình gật đầu, tôi nhớ rồi. Tối đó, tộc trưởng đã cho vài cô gái bộ lạc huyết man đến nhưng Ngô Bình đã từ chối. Nhưng các tiêu sư thì đều vui vẻ nhận ngay, sáng hôm sau trông ai cũng mệt nhoài như đã làm việc cả tuần không được ngủ. Sau đó, Man Hổ đã dẫn nhóm Ngô Bình lên một con đường, bọn họ tiếp tục hành trình và trong hôm đó đã rời khỏi địa bàn của bộ lạc huyết man. Ba ngày sau,
nhóm Ngô Bình đã chính thức đặt chân đến quốc gia thứ hai là Đế quốc Võ Anh. Đế quốc này chú trọng võ thuật nên có rất nhiều cao thủ ở đây. Họ vừa vào đây không lâu thì đã đến một thành nhỏ ở biên quan. Tên quan cùng thuộc hạ hai mắt sáng lên, quan tài vàng lớn như vậy ít nhất phải hàng trăm vạn lượng. Vàng là hàng lậu, bây giờ, bổn quan sẽ tịch thu nó, quan sai hét lên. Ngô Bình đứng lên, đi đến trước mặt viên quan, một tay đặt lên vai hắn. Một luồng sức mạnh khủng khiếp đi vào trong người khiến tên quan toàn thân run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Xem cho rõ ràng, đồ của tôi thực sự là hàng lậu. Anh hỏi một cách bình tĩnh. Quan sai biết rất rõ chỉ cần hắn ta dám nói đây là hàng lậu, Ngô Bình sẽ giết và chôn hắn ta ngay tại chỗ. Không ai trong số những thuộc hạ đi cùng hắn có thể trốn thoát. Quan sai đảo mắt nhìn quanh, nói, không phải hàng lậu, hoàn toàn không phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, đừng nghĩ chúng tôi là người nơi khác đến thì có thể tùy tiện bắt nạt. Những kẻ vô dụng như ông không thể gây chuyện với tôi đâu. Tôi có thể giết 10 tên rác rưởi như ông đấy, biết chưa hả? Tên quan nuốt nước bọt, vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Ngô Bình buông tay, ngồi trở lại vị trí ban đầu. Còn viên quan thì xua tay, vội vã dẫn thuộc hạ đi. Nửa đêm, Diệp Thiên lấy huyết thạch ra. Khi Ngô Bình đưa thần niệm của mình đi vào huyết thạch đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó ánh sáng này tỏa ra từ viên đá rồi chui vào trong lồng ngực của anh. Một luồng huyết khí xâm nhập vào cơ thể, sau cùng hòa vào máu của Ngô Bình. Một cách mơ hồ, anh cảm thấy những thay đổi nhỏ trong máu mình. Đầu giờ sáng, Ngô Bình bị đánh thức bởi một loạt tiếng ồn. Hóa ra là tên quan hôm trước lại tới, lần này hắn dẫn theo rất nhiều người bao vây khách điếm. Tên đạo tặc bên trong kia, lập tức đi ra đầu hàng, nếu không sẽ giết không tha. Ngô Tiêu đầu, có vẻ như đám người này vẫn cắn chặt không chịu buông. Một tiêu sư giận dữ nghiến răng. Ngô Bình, tôi sẽ đối phó với bọn chúng. Anh đẩy cửa ra, nhìn thấy tên quan ngày hôm qua trốn ở phía sau. Ngoài ra, còn có một tên quan cao lớn hơn đang đứng đó, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Ngô Bình bước ra ngoài, tên quan phía sau nói, thượng quan, đây chính là kẻ đã uy hiếp tiểu nhân. Hắn còn nói nếu dám tra xét hắn, hắn sẽ giết tiểu nhân. Đám quan sai nghe vậy thì vội vàng vắt chân lên cổ bỏ chạy. Ngay khi bọn họ rời đi, Ngô Bình nói với các tiêu sư, gọi mọi người dậy ăn uống rồi tiếp tục lên đường. Đám quan sai thường có quan hệ với nhau, mặc dù anh đã xử lý chót lọt lần này, nhưng không có gì đảm bảo sẽ không có thêm quan sai tới gây rắc rối cho anh. Vì vậy tốt hơn hết là rời khỏi đây càng sớm càng tốt và càng nhanh càng tốt. Nửa giờ sau, đoàn hộ tống lại lên đường. Ra khỏi thành và đi được nửa ngày, sắc trời phía trước đột nhiên tối sầm lại, mây mù bao phủ, đồng thời gió cũng bắt đầu thổi. Một tiêu sư già có kinh nghiệm nói, Ngô Tiêu đầu, trời sắp mưa rồi, chúng ta phải tìm chỗ trú mưa thôi. Ngô Bình nhìn về phía xa xa không có chỗ trú mưa nào, nhưng trên ngọn núi bên trái lại có một ngôi chùa nhỏ. Anh nói, hãy lên núi trú mưa. Ngay lập tức, anh dẫn đội hộ tống lên núi và đi tới chỗ ngôi chùa. Ngay khi họ đến nơi, tiếng sấm sét trên bầu trời rền vang và mưa lớn chút xuống. Họ mở cửa chùa ra, bên trong trống rỗng, không có người ở. Sau khi đỗ xe hộ tống, các tiêu sư dắt ngựa ra buộc vào hành lang, những người còn lại vào chính điện trú mưa. Ngôi chùa này có hơn chục điện lớn nhỏ, trong điện chính có rất nhiều tượng thần cao lớn. Ngô Bình lau khô tóc và nhìn vào những bức tượng, anh không biết gì về đa số các bức tượng này. Nhưng mỗi bức tượng đều trông rất uy nghiêm. Đoàng! Lại một tiếng sấm nữa rền vang, mưa nặng hạt hơn và một cơn gió lạnh thổi qua. Một số tiêu sư nhặt một ít củi từ phía sau, đốt lửa trong sảnh và trải chăn trên mặt đất. Nhóm Ngô Bình vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài, một nam một nữ xông vào trong chùa, sau đó chạy thẳng vào chính điện. Một số tiêu sư lập tức rút kiếm ra và cảnh giác nhìn hai người mới đến. Người đàn ông và người phụ nữ đều khoảng ngoài 20 tuổi. Cả hai người đều ướt sũng và hoảng loạn. Vừa nói đến đây, bên ngoài chùa lại truyền đến tiếng bước chân, một đám người xông vào trong. Bọn họ vừa tiến vào đã ráo rác tìm kiếm xung quanh, có mấy người đi về phía chính điện.
Đôi nam nữ ban nãy sợ tới mức tái nhợt mặt, vội vàng trốn vào sau pho tượng. Ngô Bình nháy mắt với hai tiêu đầu cao lớn lập tức chặn ở cửa, lạnh lùng nói, có người ở đây rồi, không phận sự miễn vào. Mấy người này không dám xông vào, liền quay về nói với thủ lĩnh của mình. Không lâu sau, thủ lĩnh của đám người đi tới, chắp tay nói, các huynh đệ tiêu sư, xin hỏi mọi người có thấy một nam một nữ đến đây không? Tiêu sư già thấy Ngô Bình không muốn khai ra hai người kia liền nói, ban nãy bọn họ định vào trú mưa nhưng chúng tôi đã đuổi họ đi. Có vẻ họ đi vào điện nhỏ phía sau. Người đàn ông liếc nhìn vào trong chính điện, đương nhiên là muốn đi vào tìm kiếm nhưng cũng biết người của tiêu cục không dễ chọc giận. Cho nên, cuối cùng đành lui ra ngoài, tìm kiếm ở các đại điện khác. Sau khi tìm kiếm xung quanh, họ không tìm thấy gì. Cuối cùng, họ quay lại chính điện, thủ lĩnh của đám người kia nói, người anh em, chúng tôi dầm mưa lâu lắm rồi, có thể cho chúng tôi vào trong nghỉ ngơi được không? Tiêu sư giả đáp, thành thực xin lỗi, có nhiều vật có giá trị được cất giữ trong chính điện nên những người không phận sự không được phép vào. Mọi người nên đến các điện khác để tránh mưa. Trong chùa có nhiều hơn một đại điện, người kia tìm không ra lý do chính đáng để vào chính điện nên đành phải từ bỏ, dẫn người đến một điện khác cách đó không xa. Đúng lúc này, ngoài cửa chùa xuất hiện một chiếc ô màu đỏ dần dần tới gần. Dưới chiếc ô đỏ, một người phụ nữ mặc đồ đỏ chậm rãi bước đi. Nhìn thấy chiếc ô màu đỏ tươi, sắc mặt tiêu sư già lập tức thay đổi. Ông ấy có vẻ rất lo lắng, run giọng nói, Ngô tiêu đầu, người đang đi tới chính là tiên nữ ô đỏ, nữ tướng cướp đứng đầu trong 10 tên cướp nguy hiểm nhất. Ngô Bình kinh ngạc, tiên nữ ô đỏ, anh không khỏi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào cô gái mới đến. Chiếc ô màu đỏ ngày càng gần hơn cho đến khi nó dừng lại trước chính điện. Ngô Bình yêu cầu các tiêu sư rút lui và đích thân ra gặp kẻ thù. Cuối cùng, người phụ nữ cầm ô đỏ đứng ngoài ngưỡng cửa chính điện. Cô ta khẽ nâng ô lên, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái này còn rất trẻ, khoảng 20 tuổi, ngoài trời mưa rất to nhưng quần áo của cô ta không hề bị ướt. Công tử, tôi có thể đi vào nhóm lửa sưởi ấm chút không? Ngô Bình có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của người phụ nữ này, vì vậy anh nói thẳng thừng không. Ngô Bình bắt được tất cả những chiếc kim bay ngay lập tức, sau đó chỉ bằng một cái búng tay, hàng trăm chiếc kim bật trở lại phía tiên nữ ô đỏ, nhưng tất cả đều bị chiếc ô màu đỏ làm văng ra. Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng, cũng có chút bản lĩnh, tôi đi chuyến này cũng không uổng công. Ngô Bình rút ra một thanh đao dài và nhảy lên không trung, hàng vạn đao quang xung quanh anh lóe lên, chém về phía đối thủ. Chiêu thức này là một bí kỹ cấp huyền tên là nội chiến bát phương do anh sáng tạo ra. Với một âm thanh mỏng nhẹ, chiếc ô màu đỏ bị đao khí cắt thành từng mảnh. Tiên nữ ô đỏ cũng lùi lại hàng chục mét trong nháy mắt và đáp xuống cổng chùa. Cú đánh của Ngô Bình không khiến đối thủ bị thương nhưng cũng đủ cảnh cáo. Cô đi đi, tôi sẽ không giết cô, anh nói. Người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đỏ như đứng trong sương mù, mưa không thể đến gần cơ thể cô ta. Khi đến gần thì hóa thành hơi nước. Những thứ trong quan tài này rất quan trọng đối với một số người và anh không thể mang chúng theo bên mình, cô ta nói. Ngô Bình, đó là chuyện của tôi. Tiên nữ ô đỏ nói, cho dù giờ tôi rời đi nhưng sau này sẽ có càng nhiều sát thủ mạnh mẽ tìm đến lúc đó anh nhất định phải chết. Ngô Bình, tôi có chết hay không thì chưa biết, nhưng nếu như cô còn ở lại nói nhảm, người chết chắc chắn sẽ là cô. Người phụ nữ nhíu mày, nói tôi không cam lòng, thức vừa rồi của anh tuy rằng không yếu, nhưng cũng không thể làm tôi bị thương. Ngô Bình, vậy thử lại đi. Trường đao trong tay anh vung lên, sát khí nhàn nhạt hiện ra, khóa chặt người phụ nữ ở phía xa. Người phụ nữ thở dài, nói có người chi 1 triệu tiền linh để tôi ra tay, xem ra số tiền này kiếm được không dễ dàng rồi. Ngô Bình sửng sốt, 1 triệu tiền linh. Người phụ nữ có những thế lực còn sẵn sàng ra giá cao hơn thế cho chiếc quan tài này. Ngô Bình, trong quan tài có cái gì? Người phụ nữ vẻ mặt kỳ quái, anh không biết. Ngô Bình đã từng di chuyển quan tài trước đó, giờ anh đích thân nhấc quan tài lên lần nữa để kiểm tra trọng lượng và thấy nó thực sự nhẹ hơn trước. Trọng lượng nhẹ hơn khoảng 1/7 đến 1/8 trọng lượng trước đây. Anh không khỏi kinh ngạc, nói quan tài còn chưa đổi. Làm sao có thể nhẹ hơn được nhỉ?
Lúc này mưa đã đỡ nặng hạt hơn một chút, tất cả đám gia đình đến tìm người ban nãy đều vội vàng chạy ra ngoài, đi thẳng xuống núi không dám quay đầu lại. Tiên nữ ô đỏ xuất hiện làm bọn họ ý thức được nơi này không phải chỗ an toàn, đương nhiên không dám ở lại lâu. Ngay khi họ rời đi, người đàn ông và người phụ nữ trốn sau bức tượng bước ra. Nhìn thấy chiếc quan tài màu vàng, người phụ nữ đột nhiên nói, công tử, chiếc quan tài này của anh có phải là do Huyền Cơ Các làm ra không? Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn cô gái, hỏi ý cô muốn nói đây là tiên quan. Cô gái đi ra, tựa hồ như cảm tạ Ngô Bình đã cứu mạng, nói, công tử, đây quả nhiên là tiên quan, tương truyền sau khi đạt tới tầng 5 cảnh giới thần thông, cả thể xác và linh hồn sẽ trải qua biến hóa. Sự biến đổi này cần có dụng cụ đặc biệt, tiên quan chính là một trong những dụng cụ đó. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, ý của cô là bên trong cái quan tài vàng này có một cao thủ thần thông tầng 5. Cô gái, tôi không rõ bên trong có người hay không, nhưng chắc chắn đây là tiên quan do Huyền Cơ Các chế tạo. Ngô Bình, cái tiên quan này trọng lượng càng ngày càng giảm, chẳng lẽ người tu luyện ở bên trong đang biến hóa? Người phụ nữ, trọng lượng thay đổi sao? Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Thông thường, khi một người đang luyện công, cân nặng sẽ không thay đổi. Người đàn ông đi cùng trầm ngâm, nói với cô gái, Điệp Y, anh nghĩ đến một loại quái vật. Loại quái vật này tu hành càng lâu, trọng lượng càng giảm. Cô gái tên Điệp Y hỏi, Thắng ca, đó là loại quái vật gì vậy? Người đàn ông nói, Phi Cương. Cô gái cả kinh, Phi Cương. Không phải nói loại quái vật này mấy trăm năm nay đã tuyệt diệt rồi sao? Chàng trai, anh đọc được trong cổ thư một số bí mật. Hoàng triều Đại Tề có một nhà họ Cô có bí pháp nuôi phi cương. Loại phi cương này, cần phải dùng một loại bí lực để nuôi dưỡng. Cô gái, nhưng nhà họ Cô sao dám làm vậy? Nếu như bị người khác phát hiện, nhà họ Cô và phi cương sẽ cùng bị tiêu diệt. Tiêu sư già, phi cương là một loại cương thi biết bay trong truyền thuyết, thực lực tương đương cao thủ thần thông, quả thực vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu bên trong cái quan tài này có cương thì tôi không nghĩ có kẻ dở hơi nào chán phi sống đến để cướp nó. Ngô Bình gật đầu, nói cùng có lý, nhưng nếu không phải phi cương, thì là cái gì? Anh lắc đầu không nghĩ nữa, thay vào đó lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện bí kỹ. Mưa cứ rơi cho đến khi trời tối. Người ở trên núi có thể nhìn thấy con đường dưới núi đã bị nước nhấn chìm, đây rõ ràng là một trận mưa bão lớn. Không biết sẽ kéo dài bao lâu. Đêm xuống, Ngô Bình ra lệnh cho mọi người đốt lửa. Các tiêu sư đi cùng đều có kỹ năng nấu nướng, ngoài nấu một nồi cơm còn làm thêm vài món. Xong xuôi, mọi người cùng nhau ngồi uống rượu, ăn uống. Sau khi ăn uống no nê, Ngô Bình cũng không đi luyện công. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài vàng trong sân. Nửa đêm, Ngô Bình cảm thấy trong đại điện có hai con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh không quay đầu lại, chỉ lãnh đạm nói, các người giấu thật giỏi. Đôi nam nữ lúc này toát ra khí tức âm lãnh, bóng của bọn họ dưới ánh đèn vặn vẹo biến dạng, biến thành bộ dạng dã thú răng nhọn. Người phụ nữ cười nham hiểm, hung ảnh song sát chỉ ban đêm mới ra tay giết người được. Ngô Bình, các người thật giỏi hạ độc, ngoại trừ tôi, ai cũng bị lừa. Người phụ nữ, chỉ là mê hồn hương mà thôi, sẽ không lấy mạng bọn họ. Đáng tiếc. Nếu như anh cũng hôn mê bất tỉnh, chúng tôi cũng sẽ không giết anh. Ngô Bình, ồ, cô sẽ tha cho tôi sao? Người phụ nữ, đương nhiên, anh có ơn với tôi, hôm nay tôi tha mạng cho anh. Ngô Bình cười nói, cô đang nói đến chuyện xảy ra vào ban ngày sao? Nhiều người như vậy được mời làm diễn viên, chắc tốn không ít tiền nhỉ? Người phụ nữ, không, họ thực sự đang đuổi theo một cặp đôi bỏ trốn, nhưng không phải chúng tôi. Ngô Bình gật đầu, vừa khéo. Người đàn ông cười nói, các hạ vẫn còn muốn giao đấu sao? Tôi muốn nhắc nhở trước rằng thực lực của chúng tôi còn hơn tiên nữ ô đỏ. Ngô Bình, các người biết bên trong quan tài có cái gì sao? Hung ảnh song sát vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng cái bóng trên mặt đất đang tiến đến gần Ngô Bình. Người phụ nữ nói, tôi nói trong quan tài có phi cương, anh tin sao? Ngô Bình thản nhiên nói. Dám dùng loại tà thuật này với tôi, gan cũng không nhỏ đâu. Anh từ từ đứng dậy, dùng hai bàn tay to nghiền nát bóng của hai người bọn họ, cả hai đều hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất cùng một lúc. Hung ảnh song sát oán hận nhìn chằm chằm Ngô Bình,
Đồng Thanh nói, chúng ta sẽ lại tới. Vừa dứt lời, thân thể hai người đột nhiên co rút lại, sau đó vô số bóng đen từ trong lỗ mũi bay ra rồi tản xuống đất. Khi Ngô Bình đến gần, cả hai người họ đã biến thành hai tấm da người. Ngô Bình khẽ cau mày, còn có thủ đoạn tà ác như vậy. Anh không đánh thức các tiêu sư đang ngủ say. Đi đường vất vả lâu như vậy, nên anh để bọn họ tranh thủ đánh một giấc ngon lành. Nửa sau của đêm rất yên tĩnh, đến khi trời tang tảng sáng, mưa tạnh và gió cũng yếu dần. Sáng sớm, một tia nắng chiếu xuống, xung quanh vang lên tiếng chim hót. Các tiêu sư lần lượt tỉnh dậy, họ không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Họ hỏi Ngô Bình rằng có lên đường ngay lập tức không? Ngô Bình bảo họ nấu ăn trước, sau đó lên đường khi đã no nê. Một giờ sau, đoàn hộ tống cuối cùng cũng khởi hành và đến thành phố tiếp theo là thành Linh Chi trước bữa trưa. Có một hiệu thuốc nổi tiếng ở thành Linh Chi, nơi đây chuyên bán các loại linh dược. Ngay khi đoàn hộ tống của Ngô Bình vào thành phố, anh đã sai người hỏi về vị trí của cửa hàng thuốc. Hiệu thuốc này được gọi là Tiên Chi Đường, vừa hay đối diện đó là một nhà hàng. Ngô Bình dừng xe trước nhà hàng, để các tiêu sư đi ăn còn mình thì đi đến Tiên Chi Đường. Mặt tiền của Tiên Chi Đường rất lớn, bên trong bày các loại dược liệu đủ màu sắc. Kể từ khi đến thế giới này, anh chưa từng thấy một loại linh dược đích thực nào, nhưng hôm nay anh cuối cùng đã thực hiện được điều mình mong muốn. Trong tiệm thuốc, một chiếc hộp ngọc được bày ở nơi dễ thấy nhất. Cho dù cách rất xa anh đã có thể ngửi thấy mùi thuốc trong hộp ngọc. Chủ cửa hàng tựa hồ cũng biết anh tới vì linh dược nên cười nói, quý khách, đan dược trong hộp ngọc đắt tiền, nếu không thể mua thì cũng không cần nhìn nữa đâu. Ngô Bình cũng không tức giận, hỏi chủ quán, đan dược này bán như thế nào? Các tiêu sư còn đang ăn uống, thấy anh từ hiệu thuốc trở về, một tiêu sư hỏi, Ngô Tiêu Đầu, anh đi mua thuốc sao? Ngô Bình gật đầu, tôi mua một loại. Ăn xong chưa? Ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường. Mọi người gật đầu, bọn tôi ăn xong rồi. Đoàn hộ tống cưỡi ngựa chậm rãi rời thành. Ra khỏi thành không bao lâu, anh liền bẻ một chiếc lá của linh dược, nhai trong miệng để cảm nhận dược lực do dược liệu tiết ra. Đúng như dự đoán, loại thuốc này có 7 dược tính. Thật đáng tiếc hiện tại không có lò luyện đan, nếu không mình có thể luyện chế đan dược, anh tiếc nuối lẩm bẩm nói. Nói xong, anh trực tiếp đút linh dược vào miệng, trong chốc lát đã ăn sạch sẽ. Đương nhiên, anh không lãng phí dược lực bên trong mà dùng bí lực phong ấn 7 loại dược lực trong cơ thể, khi cần thiết thì sẽ phóng thích ra. Với kinh nghiệm và kiến thức hiện tại của Ngô Bình, anh thực sự có thể luyện đan trong cơ thể, lấy thiên địa làm lửa, cơ thể làm lò luyện. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ sử dụng phương pháp luyện đan này. Trong 7 ngày tiếp theo, Ngô Bình không gặp tên cướp phi tiêu nào. Anh cũng tận dụng thời gian này để luyện tập hơn chục loại bí kỹ. Bí kỹ anh tu luyện chủ yếu là bí kỹ cấp huyền hoặc cấp thần. Còn bí kỹ cao cấp thì anh không còn hứng thú nữa. Vào ngày thứ 8 sau khi vào đế quốc Võ Anh, họ đã đến kinh đô của đế quốc này. Kinh đô của nơi này là thành Võ Đạo. Ngay khi bước vào thành Võ Đạo, Ngô Bình đã cảm nhận được khí tức võ học mạnh mẽ ở đây, anh có thể gặp những người đang tỉ thí trên đường phố. Đi ngang qua một con phố lớn, Ngô Bình nhìn thấy một tờ thông báo dán trên tường. Anh nhìn thoáng qua là đã nắm được nội dung thông báo. Hóa ra năm nay là Đại hội Võ Thuật 3 năm tổ chức một lần của Đế quốc Võ Anh. Đại hội Võ Thuật sẽ tuyển chọn kỳ tài võ học từ các quận, huyện khác nhau. Và cuối cùng, tất cả các anh tài võ học sẽ tập trung tại Kinh Đô cho trận chiến quyết định cuối cùng. Trong số đó, 10 người đứng đầu trong Đại hội Võ Thuật sẽ được thưởng. Đặc biệt về nhất sẽ nhận được phần thưởng cực lớn là 5 triệu tiền linh và một viên võ đạo kim đan. Nhìn thấy số tiền thưởng dành cho vị trí quán quân, Ngô Bình không khỏi ước ao. Anh đã bỏ ra mấy vạn tiền linh để mua một linh dược, nếu có thể lấy được 5 triệu tiền linh thì có thể mua cả 100 cây linh dược. Trong giải đấu võ thuật ở Kinh Đô, những người không tham gia tuyển chọn tại các địa phương như Ngô Bình vẫn có thể tham gia. Nhưng làm như vậy thì độ khó rất cao. Anh cần phải phá 2 kỷ lục mới được tham gia. Nói rồi anh ta còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi lại tất cả các kỷ lục, bao gồm kỷ lục nâng vạc, kỷ lục kiếm nhanh, kỷ lục về lực sát thương bí kỹ, kỷ lục cú đấm mạnh nhất, v.v. Ngô Bình đọc sơ qua rồi dặn dò các tiêu sư trông chừng xe cẩn thận,
hơn nữa không được ra khỏi cửa. Trước khi đi anh còn dùng bí lực để bày bố cấm chế, nếu có người ngoài xông vào, cấm chế sẽ đánh trả lại ngay tức khắc. Anh cũng có thể biết được tình hình ngay, có thể quay về tiếp viện kịp thời. Đến nơi kiểm tra, anh cười nói, tôi đến phá vỡ ba kỷ lục để tham gia vào trận chung kết võ đạo ngày mai. Trong đại hội võ đạo đúng là có quy tắc như vậy thật nhưng nhiều năm nay vẫn không có ai thực hiện được, vì phá vỡ kỷ lục quá khó, thậm chí còn khó hơn cả tranh giành vị trí thứ nhất. Người nào muốn tham gia đại hội võ đạo đều đã đến tham gia từ sớm, chẳng có ai đợi đến khi gần kết thúc mới đến tham gia trận chung kết bằng cách phá kỷ lục. Quan viên phụ trách nhìn Ngô Bình hỏi, cậu muốn phá ba kỷ lục? Ngô Bình, đúng thế. Quan viên lắc đầu, lãng phí công sức, tinh thần của tôi. Trước tiên cứ nộp 10.000 tiền vàng, phá được kỷ lục thì sẽ trả tiền lại cho cậu. Ngô Bình nộp tiền, quan viên đó lấy giấy bút ra hỏi, cậu muốn phá ba kỷ lục nào? Ngô Bình, kỷ lục kiếm nhanh, kỷ lục nâng vạc, kỷ lục nắm đấm. Quan viên viết tên và mục thách đấu của anh rồi nói, đi theo tôi. Ông ta dẫn Ngô Bình đến một võ đài, chỉ vào một chiếc vạc khổng lồ cao bằng hai người gộp lại ở trên mặt đất nói, chiếc vạc này tên là Bá Vương Đỉnh, võ sư bình thường có thể nhấc lên một hai lần dễ dàng. Mà kỷ lục cao nhất nâng vạc là 27 lần, cứ nhấc lên hai lần thì thời gian nâng lên hạ xuống không được vượt quá ba nhịp thở. Ngô Bình đi đến trước cái vạc, giơ chân lên đá một cái vạc bay lên. Một tay anh đỡ lấy cái vạc rồi nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đặt nó xuống đất rồi lại nâng lên. Anh gần như không bị đứt hơi, liên tục nâng lên hạ xuống 30 lần, cuối cùng nhẹ nhàng bỏ xuống. Quan viên đó ngơ ngác, không khỏi ôm lấy cái vạc lắc qua lắc lại để kiểm tra xem có phải là thật không. Kết quả ông ta lắc một hồi lâu mà cái vạc chẳng hề động đậy. Tôi đã phá được kỷ lục rồi chứ, Ngô Bình hỏi. Quan viên ngây người chốc lát rồi gật đầu, phá được rồi, cậu đã nâng thành công 30 lần. Ngô Bình, vậy đến chỗ kiểm tra nắm đấm đi. Quan viên đã không còn dám đánh giá thấp Ngô Bình nữa, ông ta mời anh đến trước một bức tường màu đen, nói cậu hãy dùng hết sức đấm vào bức tường này, trên đó sẽ hiển thị giá trị sức mạnh cú đấm của cậu, lực đấm của người giữ kỷ lục cao nhất là 15.360 cân. Ngô Bình đi đến trước bức tường, không do dự đấm lên tường. Bức tường phát ra âm thanh khá trầm, thước đo bên cạnh sáng lên hiển thị lực đấm của anh đã đạt đến 21.500 cân, dễ dàng vượt qua người giữ kỷ lục trước đó. Quan viên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, vội ghi kỷ lục vào, cười nói, cậu Ngô, cậu đã liên tiếp phá được 3 kỷ lục, có thể tham gia vào trận chung kết võ đạo ngày mai. Ngô Bình, tôi là người nơi khác đến, không hiểu rõ lắm về đại hội võ đạo, không biết nếu tôi thắng thì có thể lấy phần thưởng không? Quan viên cười nói, cho dù cậu đến từ đâu, chỉ cần đánh bại những người khác thì đều có thể trở thành người đứng nhất. Vị trí thứ nhất sẽ do Hoàng đế Bệ Hạ tự mình ban thưởng, gồm có 5 triệu tiền linh và một kim võ đạo kim đan. Ngô Bình hỏi, võ đạo kim đan có tác dụng gì? Quan viên cười nói, đó là đồ tốt đấy, dù có là tu sĩ thần thông uống vào thì sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Nói đến đây. Ông ta bỗng đè thấp giọng xuống, tôi thấy cậu không phải là người tầm thường, có vài lời không biết có nên nói hay không. Ngô Bình cười nói, ông cứ nói. Quan viên này nói, những năm đầu đại hội võ đạo vẫn khá công bằng nhưng mấy chục năm gần đây đã dần thay đổi, trở thành nơi có rất nhiều thế lực lớn tranh đoạt danh lợi, người ngoài rất khó nhúng tay vào. Lần này cậu lại đột ngột tham gia vào thế này chắc chắn sẽ khiến họ trở tay không kịp, tôi nghĩ họ sẽ nhằm vào cậu nên cậu hãy cẩn thận. Ngô Bình gật đầu, tôi cũng đoán thế, cảm ơn đã nhắc nhở, tạm biệt. Anh vừa quay gót đi, quan viên này cầm thành tích vội vàng chạy vào trong cung. Ngô Bình phá được 3 kỷ lục liên tiếp, chuyện này phải báo lại với Hoàng đế. Ngô Bình cười nói, tất nhiên là tôi biết chứ, chẳng qua là may mắn chút thôi. Nếu thành công, ngày mai tôi sẽ lên võ đài với các cao thủ. Nếu không thành công cũng chẳng sao. Chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi cứ tiếp tục lên đường là được. Ngô Bình nói chuyện với mọi người không lâu thì nghe thấy có người giữ cửa. Tiêu sư già đi mở cửa, chỉ nghe thấy giọng nói của một quan viên trong cung ở bên ngoài. Ngô Bình người đã phá được 3 kỷ lục liên tiếp có ở đây không? Có thánh chỉ của bệ hạ. Mọi người đều ngơ ngác, có thánh chỉ nhanh như thế à? Ngô Bình mở cửa nhận chỉ thấy một cung nhân mỉm cười đứng bên ngoài.
ông ta hỏi, công tử là thiên tài đã phá được 3 kỷ lục liên tiếp đó sao? Ngô Bình, không dám, chính là tôi. Cung nhân cười nói, tôi là Lưu Nguyên, là thái giám truyền chỉ trong cung, nhận lệnh đến truyền ý chỉ. Nói rồi ông ta hắng giọng nói, chấm nghe nói Ngô Bình đã liên tiếp phá được 3 kỷ lục nên cảm thấy rất vui mừng, chấm cho phép Ngô Bình tham gia trận chung kết ngày mai. Ngày mai chấm sẽ đích thân đến xem trận đấu, cổ vũ cho cậu. Nói rồi ông ta cười nói, công tử, bệ hạ vô cùng xem trọng cậu. Ngô Bình nói, một người xuất thân từ ngoại tỉnh sao có thể được xem trọng như vậy chứ, thật hổ thẹn. Lưu Nguyên cười nói, Ngô công tử, tương lai của cậu sáng lạn, nếu cậu có thể nằm trong top 3 trong trận chung kết ngày mai, bệ hạ chắc chắn sẽ có phần thưởng riêng cho cậu. Ngô Bình, cảm ơn Lưu công công. Vị Lưu công công này nói khách sáo vài câu rồi đứng dậy rời đi. Trên người Ngô Bình không có tiền bèn đưa cho ông ta phiếu vàng 12.000, Lưu công công vui vẻ nhận lấy. Tiễn Lưu công công đi, anh cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ bèn nói với các tiêu sư, tuy rằng một người ngoại tỉnh đến như tôi đã phá được kỷ lục, cũng không đáng phải khiến Hoàng thượng xem trọng như thế chứ. Tiêu sư già suy nghĩ một chốc rồi nói, tiêu đầu Ngô, Hoàng đế của đế quốc Võ Anh hiện tại rất có thể cần tiêu đầu xuất hiện để trấn áp rất nhiều quý tộc và gia tộc làm lũng đoạn đại hội võ đạo trong nhiều năm nay. Nghe tiêu sư đó nói như vậy, Ngô Bình chợt hiểu ra bèn nói, có lý. Tất cả lợi ích của đại hội võ đạo đều đã bị đám người này độc chiếm, Hoàng thượng không muốn chúng tiếp tục độc chiếm nữa, mà sự xuất hiện của tôi lại làm cho Hoàng đế nhìn thấy hy vọng. Lúc này tiêu sư đó tỏ ra lo lắng nói, tiêu đầu Ngô, đám quý tộc, gia tộc này biết được tâm tư của Hoàng đế e là sẽ bất lợi với cậu. Ngô Bình nói, bất lợi thì bất lợi vậy, cả đoạn đường đến đây, người gây bất lợi cho chúng ta vẫn còn ít sao. Tiêu sư gật đầu, cũng phải, thực lực của tiêu đầu đúng là lợi hại, không cần sợ chúng. Vừa lúc có thể nhân cơ hội này kiếm một số tiền ở đế quốc Võ Anh này. Ngô Bình cũng không để tâm gì nữa, chỉ ở lại trong quán trọ tu luyện. Đợi đến trận chung kết đại hội võ đạo ngày mai. Anh bạn, người thông minh thì không cần phải nói nhiều cũng hiểu mà nhỉ, chắc anh cũng đã hiểu rõ ý tôi muốn nói là gì chứ, đừng tham gia vào đại hội võ đạo, mau đi đi. Ngô Bình, tôi sắp lấy được hạng nhất rồi, anh bảo tôi đi là anh nghĩ tôi ngốc hay đầu óc các anh có vấn đề. Người đồ đen cười nhạo, dù anh có giành được hạng nhất thì anh có thể nuốt được phần thưởng đó sao? Ngô Bình, sao lại không được? Hoàng đế đã nói với tôi rằng ngoài những thứ này, ông ta còn thưởng cho tôi rất hậu hĩnh, sau đó tôi sẽ cho đám người quý tộc, gia tộc các người thấy ông ta cũng không phải là người dễ bắt nạt. Người đồ đen sửng sốt, bệ hạ nói thế thật sao? Ngô Bình, đại khái là có ý như vậy. Người đồ đen hừ một tiếng, tôi khuyên anh đừng nên tham lam những phần thưởng đó. Người có phúc mới có thể sử dụng võ đạo kim đan, người không nên sử dụng thì chỉ có mất mạng thôi. Ngô Bình, chớ nói mấy lời thừa thãi không đâu với tôi nữa, tôi nhất định phải đoạt vị trí thứ nhất. Nhân tiện quay về nói với chủ tử của anh, tôi sẽ báo chuyện này với Hoàng thượng, để ông ta điều tra kỹ xem ai dám chống đối với Hoàng thượng. Người đồ đen tức đến mức đen mặt, nói, được thôi, vậy thì anh cứ đợi đấy, nói rồi hắn nhảy lên không trung rời đi. Thế nhưng hắn vừa nhảy lên đã bị một luồng sức mạnh đè xuống dưới đất, ngã lộn nhào. Ngô Bình cố ý hỏi, anh không sao chứ? Sao lại không cẩn thận như thế, có cần tôi đỡ anh dậy không? Mặt người đồ đen xa sầm, hắn không dám nhảy lên nữa mà từng bước đi ra khỏi đó. Sau khi người đồ đen rời đi, một tiêu sư cười nói, đám người này đang nghĩ gì vậy chứ? Chỉ nói mấy câu nhạt nhẽo đã muốn tiêu đầu Ngô bỏ cuộc trong trận chung kết à, dựa vào đâu chứ? Một tiêu sư khác, đúng thế, dù sao chúng ta cũng là người bên ngoài. Không sợ đắc tội với chúng. Còn về phần âm mưu đen tối gì đó thì tiêu đầu Ngô của chúng ta không sợ đâu. Ngô Bình thở dài, tối nay e là không được yên rồi, mọi người mau đi nghỉ ngơi đi. Quả nhiên lúc trời vừa hửng sáng, Ngô Bình nghe thấy một tiếng thở dài bên tai. Anh mở mắt ra nói, bà thím à, cô thở dài cái gì vậy chứ, có phải người đàn ông của cô chết rồi không? Không biết từ lúc nào mà hai làn khói độc bay vào trong mũi Ngô Bình, sau đó đi vào phổi anh như côn trùng. Thế nhưng anh không những không sợ mà ngược lại còn hít sâu một hơi, sau đó thở ra một luồng khói độc. Người phụ nữ cực kỳ ngạc nhiên,
Thật ra cô ta rất giỏi trong việc sử dụng độc, vừa rồi cô ta đã thi triển độc khói không màu, ngay cả tu sĩ thần thông cũng có thể bị chúng độc chết, tại sao hắn lại chẳng có chuyện gì thế? Ngô Bình hừ một tiếng nói, độc của cô không có tác dụng với tôi đâu, tôi nắm giữ một loại bí lực có thể hóa giải mọi độc tố. Người phụ nữ, không cần độc thì tôi đây cũng có thể giết anh. Trong bóng tối, hai luồng sát quang bay ra từ mặt đất chui vào lòng bàn chân Ngô Bình. Ngô Bình tức giận nói, bà thím, cô vẫn chưa chịu thôi à? Được thôi, tôi đây sẽ chơi cùng cô. Một lực cực lớn xuất hiện dưới chân anh đánh tan sát quang đó, đồng thời hai tay chắp lại, bóng cái bóng màu đỏ bỗng lao ra từ sau lưng bắt đầu tìm kiếm trong sân. Mấy cái bóng này đều do bí lực phát huy tác dụng tạo ra, có lực sát thương rất lớn. Người phụ nữ đó rất nhanh đã bị một cái bóng túm lấy, lập tức gào thét lên, một cánh tay bị ăn mòn vào sâu trong xương. Bí kỹ gớm ghiếc này, người phụ nữ gầm lên. Ngô Bình cười mỉa, như nhau cả thôi, bí kỹ này của tôi tên là Phệ Linh Ma Ảnh. Vừa dứt lời, người phụ nữ lại bị bóng đen thứ hai bắt lấy, cô ta ngã xuống đất, bị chín cái bóng màu đỏ bao vây tấn công. Chỉ trong vài giây, cô ta đã bị biến thành một đống xương vụn trong tiếng kêu thảm thiết. Các tiêu sư bị đánh thức đều chạy đến kiểm tra. Ai nấy cũng đều cảm thấy da đầu mình tê cả lại sau khi nhìn thấy tình trạng chết thảm của người phụ nữ này. Tiêu đầu Ngô, bí thuật của cậu đúng là tà môn. Những bí thuật này đều là những thứ Ngô Bình tự tạo ra dựa vào kinh nghiệm trước đây và tình hình hiện tại, ngay cả anh cũng không dám chắc hiệu quả của nó thế nào. Chẳng hạn như Phệ Linh Ma Ảnh này cũng khiến anh giật mình bởi uy lực của nó quá đáng sợ. Xử lý xong xác chết thì trời cũng sáng. Ngô Bình bảo đám tiêu sư kéo xe cùng nhau đi đến hiện trường trận chung kết. Ở nơi diễn ra chung kết, tuy so đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng xung quanh quảng trường khổng lồ đã tụ tập đầy người. Với tình hình như vậy thì chỉ người có quyền có thế mới có chỗ ngồi, đa số còn lại chỉ có thể đứng xem từ xa. Bởi vì biển người trước mặt nên họ hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy đằng trước. Ngô Bình ngồi trên quan tài màu vàng. Khoảng thời gian này anh phát hiện nó lại nhẹ hơn một chút bèn vỗ quan tài lẩm bẩm, rốt cuộc thì trong này là thứ gì đây? Bỗng dưng, trong đầu anh chợt vang lên một giọng nói, người mới là thứ gì? Ngô Bình ngẩn ra, sững sờ mấy giây rồi vỗ lên quan tài hỏi, là ngươi đang nói chuyện hả? Ngô Bình không để ý đến nó, bắt chuyện với tiêu sư già bên cạnh, tính cả ta có 26 người, vòng đầu hình như là đấu loại, rút thăm ghép đôi. Tiêu sư già, tiêu đầu Ngô, người chắc chắn không sao. Ngô Bình, sau vòng loại, sẽ còn 30 người. Ta sẽ phải lần lượt đấu với 12 người còn lại. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, người dám cá cược với ta không? Trong 12 người kia, cùng lắm người cũng chỉ thắng được 6 trận. Ngô Bình vẫn ngó lơ nó, nói, 12 trận đánh rất chán, nếu họ lên cùng một lúc luôn thì tốt rồi. Nè! Ngươi không nghe thấy ta nói gì hả, hiển nhiên đối phương đã nóng nảy. Ngô Bình trái lại bắt chước cách nói chuyện của nó, nè, ngươi không nghe thấy ta nói gì hả? Đối phương im lặng mấy giây rồi nói chuyện chính đi, ngươi có muốn cá cược với ta không? Ngô Bình, ngươi là ai? Đối phương, ngươi có thể gọi ta là thần bài. Ngô Bình, ngươi là thần bài. Đúng vậy. Ngô Bình, vậy thì thần bài, ban nãy ngươi vừa nói gì? 12 trận đấu kia thì cùng lắm ta chỉ có thể thắng được 6 trận thôi à? Thần bài, đúng thế, cùng lắm thắng được 6 trận thôi. Ngô Bình, nếu ngươi thua thì sao? Nếu ta thua, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu với ta, thần bài đáp. Ngô Bình, bất cứ yêu cầu nào cũng được hả? Chẳng hạn như biến ta thành người có thực lực mạnh nhất trên thế giới này. Thần bài, đương nhiên phải là yêu cầu hợp lý. Ngô Bình cười lạnh, cái hợp lý kia là do ngươi quyết định hả? Thần bài, thực ra, đa số những yêu cầu của ngươi, ta đều có thể thực hiện được. Ngô Bình xin lỗi nhé, ta không có hứng thú với cái loại cá cược không công bằng này. Ngô Bình, ý ngươi là ta không lấy được vị trí thứ nhất. Thần bài, chắc chắn sẽ không lấy được. Ngô Bình cong môi cười, vậy chúng ta cược thử xem. Chẳng mấy chốc đã bắt đầu rút thăm. Số của Ngô Bình là 13, còn người đánh vòng loại với anh là số 9. Số 9 là một thanh niên đầu húi cua, mặt mày hiền lành, nước da hơi ngăm. Cả hai được phân đến một võ đài, vừa ra lệnh một tiếng đã bắt đầu chiến đấu.
Số 9 dậm chân một cái, võ đài lập tức chấn động, cơ thể anh ta giống như một viên đạn bắn thẳng về phía Ngô Bình. Ngô Bình bước một bước, chẳng những tránh khỏi thế công của đối phương, còn đánh một chưởng lên lưng anh ta. Thoáng chốc, người này lập tức bay thẳng ra ngoài một đoạn xa như một viên đạn rồi mới dừng lại. Dựa theo quy tắc, chỉ cần rời khỏi phạm vi võ đài là sẽ thua. Hiển nhiên, số 9 đã thua. Ở mấy chục mét đằng xa, sắc mặt số 9 hết sức khó coi, quay đầu tức giận chừng Ngô Bình, dường như vô cùng không phục. Ngô Bình cũng không rảnh quan tâm anh ta có phục hay không, lại quay về ngồi lên quan tài nói, ta còn tưởng rằng ngươi là cương thi. Thần bài, sao ta có thể là loại sinh vật cấp thấp ấy được chứ? Ngô Bình hỏi, thần bài, ngươi là cái gì? Có vẻ như tâm trạng của thần bài đang rất tốt, đáp ngươi có thể gọi ta là, sáng thế. Ngô Bình, ngươi tên sáng thế. Sáng thế, ta không thuộc về thế giới này. Ngô Bình, lẽ nào ngươi thuộc về thế giới chính? Sáng thế, đúng vậy, ta thuộc thế giới chính. Ngô Bình, ngươi là sinh vật hay thần linh? Sáng thế, ta đến từ hư vô, trạng thái của ta rất khó giải thích. Chỉ khi ngươi tiến vào thế giới chính, trở thành cao thủ ở đó mới hiểu được ta là gì. Ngô Bình, được rồi sáng thế, sao ngươi cứ phải cá cược với ta vậy? Ngô Bình thở dài, được rồi. Vậy ngươi là hình thù gì khi ở trong quan tài? Một phôi đá khắc lời nguyền độc ác, sáng thế đáp, khi ta ra đời, mọi người trong phạm mấy chục ngàn dặm đã bị nguyền rủa, nhiễm bệnh dịch chết. Trong lòng Ngô Bình khẽ run, xem ra, có người muốn khuấy động bên phía Tây Vực. Sáng thế, cái này không quan trọng, ngươi chỉ cần đưa ta tới đó là được. Ngô Bình lắc đầu, trong chuyện này chắc chắn là có âm mưu gì đó, nhưng ta cũng không muốn xía vào. Sáng thế, ngươi không cần phải xía vào, cược xong ván cược này trước đã. Ngô Bình, có vẻ như ngươi rất chú ý đến ván cược này. Sáng thế, đương nhiên rồi. Nếu ta thua, chẳng những mất tiền, còn thua cả vận mệnh. Ngô Bình híp mắt, thua vận mệnh, bại bởi ta. Sáng thế, đúng vậy, nếu ta thua thì sẽ trở thành vật phụ thuộc vào số mệnh của ngươi. Còn nếu ta thắng, ngươi sẽ trở thành phụ thuộc vào số mệnh của ta. Ngô Bình cảm thấy lời nói của đối phương sâu xa khó hiểu, nhưng điều quan trọng nhất là ai thắng thì người đó sẽ quyết định số mệnh của đối phương. Cái này thì có vẻ không phải là một chuyện xấu. Sáng thế, ta chắc chắn sẽ thắng, anh nói. Sáng thế, không thể nào. Chúng ta không ở một cấp bậc, ta ở trên trời, còn ngươi thì ở dưới đất. Ngô Bình, vậy thì chờ xem. Anh bỗng dưng đứng lên. Đảo mắt đã phát hiện quả nhiên có một người mặt mày đầy vẻ cao quý ngồi trên khán đài, bên cạnh tất cả đều là thị vệ. Sau khi xác định đối phương là hoàng đế của đế quốc Võ Anh, Ngô Bình bèn nhảy lên rồi rơi xuống trước chỗ ngồi của ông ta, lớn tiếng nói, Ngô Bình, kính chào hoàng đế bệ hạ. Thị vệ xung quanh lập tức cảnh giác, còn hoàng đế Võ Anh sau phút giây ngạc nhiên ban đầu bèn nở nụ cười hỏi, ngươi chính là Ngô Bình à, rất tốt, quả là tuấn tú lịch sự. Không hổ là người phá vỡ ba kỷ lục. Trong đại hội thế này, người tìm ta có gì không? Ngô Bình, tại hạ biết chứ. Một là làm người đứng đầu, hai là chẳng có gì hết. Được, ánh mắt hoàng đế Võ Anh sáng lên. Người đâu, truyền lệnh chấm khiến 12 vị cao thủ đánh một trận với Ngô Bình. Nếu họ đánh bại Ngô Bình thì có thể tiếp tục tiến hành đấu vòng loại. Mệnh lệnh vừa được ban xuống, 12 cao thủ đều bước lên võ đài. Hiển nhiên là họ đều vô cùng bất ngờ, có mấy người còn nhìn Ngô Bình như nhìn kẻ điên. Đa số lại mặt mày khó hiểu, tại sao anh ta lại muốn một chọi 12? Thắng thì anh ta đúng là được nhất, nhưng thua thì chẳng có gì cả, tội gì chứ? Ngô Bình đứng trên võ đài, chắp tay với đám người kia nói, các vị, ta ghét nhất là rắc rối nên mới gọi mọi người lên hết. Mọi người có thể đồng loạt ra tay, xin mời. Trong 12 người... Có một gã dáng người cao gầy đứng dậy nói, các vị, một khi tên kia đã ngông cuồng như vậy thì chúng ta cần gì phải khách sáo với cậu ta. Cùng lên, giải quyết tên đó trước đã. Gã vừa nói vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy có lý, ngay lập tức đã có 5-6 xông về phía Ngô Bình. Ngô Bình lập tức thi triển bí lực, cơ thể biến thành một luồng tàn ảnh bỗng dưng xông về phía mọi người. Khoảnh khắc hai bên va vào nhau đã có 3 người bị đánh bay rồi rất mạnh xuống khỏi võ đài, ngất xỉu. Những người còn lại lập tức hoảng sợ, đều dốc hết sức mạnh.
nhưng Ngô Bình lại giống như một tia chớp, lóe lên bên trái lại nhoáng lên bên phải, sấm rung chớp giật, sương mù quay cuồng, số còn lại còn không có cơ hội chống trả đã bị anh lần lượt đánh bay. Khi người cuối cùng bị Ngô Bình đánh bay thì còn chưa đến một phút. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, mạnh thật. Ngô Bình thu hồi bí lực, hơi cúi người chắp tay với Hoàng đế. Hoàng đế cười phá lên, vui vẻ nói, tốt lắm, giờ chấm tuyên bố. Hoàng đế còn chưa nói xong, một tên thị vệ đằng sau ông ta bỗng dưng vung đao, ánh đao lóe lên, đầu ông ta đã bay lên trời, máu bắn tung tóe. Bắt Thích Khách, thủ lĩnh thị vệ quát, hiện trường lập tức loạn tùng phèo. Ngô Bình ngây người, sao hoàng đế lại bị người ta giết rồi? Anh nhanh chóng trở lại trên quan tài bèn cắn răng hỏi, sáng thế, là ngươi làm hả? Sáng thế, không phải. Ta nói rồi, ta sẽ không ăn gian. Vậy chuyện này là sao? Ngô Bình tức anh ách, anh vất vả lắm mới lấy được vị trí thứ nhất, cuối cùng hoàng đế lại chết. Sáng thế, ta nói rồi, ngươi sẽ không thắng đâu. Thứ hạng của cuộc đại hội võ đạo này 8-9 phần sẽ bị hủy bỏ nên ngươi không thể lấy được đâu. Ngô Bình cười lạnh nói, vậy ư, cứ chờ mà xem. Lưu Nguyên cười, ngươi chỉ cần một cái danh tiếng thôi à. Ngô Bình đáp, có danh còn hơn chẳng có gì. Lưu Nguyên gật đầu, ừ, ngươi đã sảng khoái như vậy thì bản công công cũng sẽ giúp ngươi. Ông ta nói xong bèn liếc nhìn tên thái giám bên cạnh một cái. Tên thái giám kia lập tức bước lên trước tuyên bố, hoàng đế bệ hạ xảy ra chuyện, đại hội võ đại chọn ngày lại làm. Có điều, hôm nay, vị trí thứ nhất đã được xác định, người đó chính là Ngô Bình, Ngô công tử. Gã nói xong bèn có một thái giám khác cầm 5 triệu linh tệ và một cái hộp để kim đan võ đạo đưa đến trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thoáng qua Lưu Nguyên, ông ta khẽ gật đầu bảo, một lát nữa ta sẽ cử người đến lấy. Bấy giờ, Ngô Bình mới nhận lấy phần thưởng nói, cảm ơn công công. Trở lại trên quan tài, sáng thế nói, người mới là ăn gian. Ngô Bình nghiêm mặt nói, ta đây không gọi là ăn gian, ta chỉ là tranh thủ thứ mà mình nên được thôi. Hiện trường vẫn cứ rối loạn, có rất nhiều người bị bắt, xung quanh cũng có một lượng lớn binh lính chạy tới. Đúng lúc này, tên thái giám lúc trước lại xuất hiện lấy đi kim đan võ đạo và 5 triệu linh tệ trong tay Ngô Bình. Ngô Bình giao đồ đi, thở dài nói, cũng may còn có thể thắng được 2 triệu linh tệ từ ngươi. Sáng thế, vậy cũng tốt. Ngô Bình, tốt gì? Sáng thế, ngươi thắng. Ngô Bình, tiền đâu? Sáng thế, sẽ trả cho ngươi sau. Ngô Bình hỏi, khi nào thì trả? Nhưng mà, giọng nói của sáng thế lại không còn vang lên nữa. Ngô Bình hỏi mấy lần rồi dẫn người rời khỏi hiện trường vì anh cảm thấy nơi này đã không còn an toàn. Sau khi rời khỏi, Ngô Bình trực tiếp dẫn theo đoàn đội rời khỏi đô thành đế quốc Võ Anh, tiếp tục đi về phía Tây. Trên đường liên tục nghe thấy tin tức hoàng đế bị giết. Có người nói là thái tử ra tay cũng có người nói là do tướng có quyền làm, nhưng dù thế nào thì đế quốc Võ Anh bây giờ rất hỗn loạn, không hợp để ở lâu. 5 ngày sau, đội tiêu sư cuối cùng cũng rời khỏi đế quốc Võ Anh, tiến vào phạm vi thế lực Thiên Tướng Tông. Thiên Tướng Tông là một tông môn rất lớn, phạm vi nó kiểm soát tuy không bằng đế quốc Võ Anh, nhưng khu vực cũng xem như khá lớn. Tiêu sư cũng vây quanh, thấy tiền trong tay Ngô Bình thì đều cảm thấy bất ngờ. Tiêu sư lớn tuổi nói, tiêu sư Ngô, người này lai lịch bất minh, tốt nhất đưa anh ta vào trong, tránh để lại họa. Ngô Bình gật đầu, cử 2 tiêu sư khiêng thi thể vào sau miếu. Vừa sắp xếp người xong xuôi thì có một đám sát thủ chạy đến, đám người này không lại gần miếu hoang, mà cử một người đi vô, người đến đeo mặt nạ, anh ta ở bên ngoài miếu nói vào, ai ở bên trong có quyền nói chuyện được. Ngô Bình xuất hiện trước cửa miếu, lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Đối phương nói, muốn hỏi thăm thử, vừa nãy có người chạy ngang đây không? Ngô Bình, chúng tôi đang ăn cơm, không chú ý. Người kia gật đầu, cảm ơn. Nói xong thì quay người rời đi. Đám sát thủ kia tìm kiếm một vòng xung quanh không thấy tung tích gì, tiếp tục đuổi về phía trước. Đợi đám người này đi xa, tiêu sư lớn tuổi nói, quản lý phía dưới địa phương và hoàng triều đế quốc khác nhau, kiểu chuyện như giết người cướp đạo này cực kỳ nhiều. Ngô Bình, tông chủ không có tâm sức quản lý, chúng ta phải cẩn thận chút. Ăn xong bữa tối, đám sát thủ kia lại xuất hiện, lần này bọn họ trực tiếp xuất hiện bên ngoài miếu.
Người dẫn đầu mặc quần áo màu đỏ, cũng đeo mặt nạ, anh ta trầm giọng nói, bằng hữu, các anh thật sự không nhìn thấy một người bị thương đi ngang qua sao? Ngô Bình nói, không nhìn thấy. Người áo đỏ hừ lạnh một tiếng, bằng hữu, có phải các anh giết chết người kia rồi lấy tiền trên người anh ta không? Ngô Bình, nói chuyện phải có chứng cứ. Người áo đó lạnh lùng nói, giao tiền ra, nếu không đừng trách chúng tôi ra tay giết người. Ngô Bình bước ra một bước, người đã ở trước mặt người áo đỏ. Người áo đỏ căn bản không kịp phản ứng, đầu đã rơi xuống từ cổ, máu bắn ra từ bên trong, sau đó ngã thẳng xuống đất. Giết chết người áo đỏ, Ngô Bình thản nhiên nói, cho dù các anh là sát thủ thì cũng không thể giết người tùy tiện được chứ. Những người còn lại kinh sợ, đều lùi về sau. Ngô Bình lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, cho các ngươi 10 nhịp thở, biến mất khỏi trước mặt tôi, nếu không thì không cần đi nữa. Người này gật đầu, chân phải đạp vào đao, đao lớn bỗng bay qua. Đao quang lóe lên, một luồng đao khí màu tím chém đến, đao khí dài 3 mét, rộng nửa mét, sát khí lao đến. Ngô Bình không thể tránh, nếu anh tránh thì Tiêu Sư phía sau sẽ bị đao khí chém chết. Anh ngồi yên bất động, tay phải nâng lên. Pháp lực mới tu luyện ngưng tụ thành tấm khiên trước mặt, ngăn cản đao khí. Một âm thanh vang dội vang lên, đao khí vỡ vụn, tấm khiên của Ngô Bình vẫn không thay đổi gì. Người đàn ông cao to cười lạnh, đỡ tiếp ba đao của tôi. Anh ta vươn lên không, chớp mắt đã chém ra ba luồng đao khí, những đài khí này đến nửa đường thành hợp nhất làm một, lại tấn công vào tấm khiên. Răng rắc, chiếc ghế Ngô Bình ngồi bị gãy một chân. Anh khẽ nhíu mày, tên to con trước mặt này có lẽ cũng là tu sĩ bí cảnh, nhưng thực lực lại rất cao, tựa như thần lực trời sinh vậy. Thấy Ngô Bình vẫn không có chuyện gì, người đàn ông cao to bật cười, tốt lắm, vậy đỡ lấy một đòn trăm đao của tôi. Anh ta hít sâu một hơi, quanh người bỗng xuất hiện 100 vầng sáng màu tím, từng vầng sáng đều ẩn chứa một luồng đao khí, bọn nó bỗng chốc bùng nổ, lao vào trong đao lớn, sau đó người đàn ông cao to giống lớn một tiếng. Chém ra một đao. Rầm. Một luồng đao khí khổng lồ dài cả trăm mét lóe lên như chớp, vang vọng chém về phía Ngô Bình. Ngô Bình không thể không dùng hết sức đối phó, anh gầm lên, pháp lực ngưng tụ thành một đao khí hình bàn tay màu đen. Cạch. Đai khí tiếp xúc với bàn tay của Ngô Bình, lập tức cố định trên không, sau đó bị bàn tay lớn chậm rãi chém gãy, lẳng lặng biến mất. Bàn tay lớn của Ngô Bình ấn về phía trước. Xuyên không đè người đàn ông cao to dưới đất, thân thể rơi xuống dưới đất nửa mét. Lúc này thất khiếu anh ta cũng chảy máu, xương cốt khắp người gãy nát. Ngô Bình tiến đến trước mặt anh ta, hỏi các anh là ai? Người đàn ông cao to trừng mắt nói, tôi là đệ tử chân truyền của Thiên Tướng Tông. Ngô Bình nhíu mày, anh là đệ tử của Thiên Tướng Tông. Mấy tên sát thủ lúc nãy đuổi giết ai? Người đàn ông cao to, một tên thương lái qua đường. Trên người có rất nhiều tiền, bị chúng tôi đánh cướp. Nhưng người kia mạng lớn, lại chạy thoát mất. Ngô Bình cười lạnh, các ngươi đường đường là đệ tử Thiên Tướng Tông mà lại giết người cướp đạo, anh không thất mất mặt sao? Người đàn ông cao to, đương nhiên không rồi. Địa bàn Thiên Tướng Tông có hạn, mà Thiên Tướng Tông có mấy nghìn đệ tử, cho nên rất nhiều thế lực lớn đều đi cướp bóc bên ngoài. Những thứ cướp được, còn phải giao cho Thiên Tướng Tông bên trên sao? Ngô Bình hỏi, đương nhiên, cướp về sẽ được 1/3, cần phải nộp cho Thiên Tướng Tông, nộp càng nhiều thì được Thiên Tướng Tông bảo vệ càng nhiều. Lần này các anh cướp được bao nhiêu tài sản rồi, Ngô Bình tò mò hỏi. Người đàn ông cao to, hơn 10 triệu linh tệ, ngoài ra còn có dược liệu trị giá hơn 50.000 linh tệ. Ngô Bình, dược lược cướp về thì đem bán sao? Đúng, Ngô Bình rất có hứng thú với dược liệu, bèn nói. Vậy mấy dược liệu với tiền kia, bây giờ đang ở đâu? Người đàn ông cao to, lần này chúng tôi hành động, có đệ tử chân truyền cùng tham gia, trước mắt đồ đạc là do bọn họ giữ, tôi đến đây là để trừ khử anh. Ngô Bình cười lạnh, các anh đã dám cướp bóc, thì người khác cũng có thể cướp từ các anh. Bây giờ đưa tôi đi gặp mấy anh em kia của anh đi. Mắt người đàn ông cao to sáng rực, anh chắc chắn muốn đi. Ngô Bình, hơn chục triệu linh tệ. Tôi bỏ qua được sao? Người đàn ông cao to, được, nếu anh muốn thì đi theo tôi. Sau khi thiết lập cấm chế xung quanh miếu thì Ngô Bình một tay kéo người đàn ông cao to, đi theo hướng anh ta chỉ.
khoảng cách hai nơi không quá xa, chỉ chừng mười mấy dặm, không bao lâu Ngô Bình đã đến rồi. Đây là một căn nhà rất lớn, Ngô Bình từ xa đã có thể ngửi thấy mùi dược liệu truyền đến từ trong nhà, còn có mùi máu tanh nồng. Nhìn thấy cửa lớn, Ngô Bình hỏi người đàn ông cao to, lần này các người giết bao nhiêu rồi? Người đàn ông cao to bĩu môi nói, xem như đã vượt chỉ tiêu, tổng cộng giết 57 người. Có một người bỏ trốn, trên người còn có chút tiền. Ngô Bình, cướp được tiền thì thôi, tại sao còn muốn giết người? Người đàn ông cao to thản nhiên nói, giết người cướp của là cách làm bình thường của chúng tôi, bởi vì cho sống thì sẽ rất rắc rối. Ngô Bình không nói gì thêm, đi thẳng về phía cửa lớn. Đến trước cửa, trong cửa có người nhìn thấy anh, cũng nhìn thấy người đàn ông cao to bị kéo dưới đất, vì thế huýt sáo, một nhóm đông cao thủ đã lao ra. Người dẫn đầu cao lớn thô kệch, mắt trái bị mù, che vải đen, anh ta cao chừng người đàn ông cao to đang bị lôi dưới đất. Lạnh giọng hỏi, anh là ai? Người một mắt kinh sợ, theo bản năng lùi lại, nhưng hư ảnh quá nhanh, chớp mắt đã chém đến, anh ta chỉ thấy một chân lạnh run, cổ cũng lạnh, cả người cứng đờ. Hư ảnh xuyên qua người anh ta, sau đó ngưng tụ thành một bóng người chân thực cách đó 5 mét, chậm rãi thu đao. Lúc này, một chân của người một mắt kia mới tách ra, sau đó đầu anh ta cũng rơi xuống từ cổ, bên trong bắn đầy máu tanh. Ngô Bình thản nhiên nói, thực lực yếu như vậy, nên ít đi cướp bóc đi. Những người còn lại kinh sợ, sau đó đều gào thét một tiếng, đồng loạt lao về phía Ngô Bình. Trong đám người này có vài người là đệ tử chân truyền Thiên Tướng Tông, thực lực không tệ, Ngô Bình không dám sơ suất, anh lập tức sử dụng đại thuấn sát thuật, thân hình khẽ chuyển động, phạm vi ba dặm xung quanh bỗng có sương mù dày đặc. Trong màn sương, một bóng người mờ nhạt nhanh như chớp lóe lên liên tục. Sau mấy giây, hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh, sương mù cũng biến mất kỳ lạ. Ngô Bình đứng trước cửa, trường đao trong tay dính đầy vết máu, khẽ vung lên, máu rơi xuống đất. Tí tách, người ở đây, cứ lần lượt ngã xuống, một người, 10 người, 30 người. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, đã không còn ai đứng trên đất. Người đàn ông cao to bị quang dưới đất ngây người nhìn, vẻ mặt kinh sợ, lẩm bẩm nói, không thể nào. Đánh bại mọi người nhanh như vậy, đến cảnh giới thần thông cũng không thể làm được, anh. Bốp! Ngô Bình tung một cước đá chết anh ta, sau đó đi vào trong nhà. Bên trong có để hai xe dược liệu, còn có hai dương tài sản. Ngoài ra, anh còn lục được trên người mấy tên cướp bị chém chết được khoảng 700 vạn linh tệ. Ngô Bình cất tiền, sau đó đóng ngựa vào xe rồi chiếc xe về ngôi miếu hoang. Nhìn thấy tiêu đầu mang theo hai chiếc xe dược liệu quay lại, các tiêu sư đều trừng to mắt, tiêu sư lớn tuổi nói, tiêu đầu, những dược liệu ở đâu ra vậy? Ngô Bình, bị đám cướp kia đem đi, người đều bị giết cả rồi, tôi đem dược liệu và tiền về. Tiêu sư lớn tuổi lập tức thở dài, như vậy thì đắc tội với Thiên Tướng Tông rồi, chắc chắn Thiên Tướng Tông sẽ không bỏ qua như vậy. Ngô Bình, cho nên mọi người mau nghỉ ngơi. Trời chưa sáng thì chúng ta tranh thủ xuất phát, mau chóng rời khỏi địa bàn của Thiên Tướng Tông. Mọi người không dám nhàn rỗi, đều quay về nghỉ ngơi. Ngô Bình không nghỉ ngơi, sau khi cất tiền, anh theo thứ tự mở thùng dược liệu sau xe. Toàn bộ dược liệu, đều được chia ra giữ, một gốc thảo dược bỏ trong một hộp ngọc, sau đó bọc lớp vải bông bên ngoài, bỏ vào trong một hộp lớn. Bỏ trong hộp ngọc đều là dược liệu khá trân quý. Anh lấy ra một gốc dược liệu, cắn một miếng cảm nhận dược lực, sau đó trực tiếp nuốt vào bụng rồi trấn áp dược tính. Anh dùng cả một buổi tối, ăn hết toàn bộ hơn 100 gốc dược liệu trên xe, hấp thụ dược lực trong đó. Ngô Bình, chuyến vận chuyển hàng này có liên quan đến thế gia luyện đan nhà họ Cổ, vốn dĩ cướp của nhà họ Cổ đã phiền phức rồi, bây giờ dược liệu và tiền còn mất, đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Người này lúc nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về phía bàn của Ngô Bình, anh ta vẫn luôn quan sát phản ứng của nhóm Ngô Bình, lúc này đứng lên đi qua, đạp một chân lên bàn, lạnh lùng hỏi, các anh là tiêu cục nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 152.